Thưa quý thính giả, 70 kiều bào từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với nhiều thành phần khác nhau vừa hội tụ trên chuyến tàu đại đoàn kết ra thăm cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa tháng 4 vừa qua. Chuyến hải trình với trên 10 điểm đảo và nhà giàn đã để lại cho họ những cảm xúc đặc biệt về biển đảo và những người lính Trường Sa. Phóng sự của Lan Phương về Trường Sa trong tim kiều bào. Đối với phần lớn thành viên trong đoàn kiều bào, đây là lần đầu tiên được đến Trường Sa. Những bước chân rộn ràng, nụ cười tươi tắn hiện rõ ngay từ phút đầu tiên bước chân lên tàu KN490 tại quân cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 ngày 2 đêm trên biển, cảm xúc vỡ òa khi điểm đảo đầu tiên trên chuyến hành trình hiện ra trước mắt. Bà Trương Kim Anh, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7, hiện đang sống ở Mỹ, đã khóc ròng vì cảm phục các chiến sĩ trẻ có độ tuổi chỉ bằng cháu mình mà hiên ngang đứng nơi tiền tuyến để bảo vệ Tổ quốc. Xin cảm ơn tất cả các anh giữ gìn sức khỏe để bảo vệ tuyến đầu của đất nước ta và giữ gìn sức khỏe. Một lần nữa, tôi xin cúi đầu chào tất cả những anh em trên đó. Chị Tạ Thủy Liên, trưởng ban điều hành Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt tại Singapore, cho rằng ban đầu cứ nghĩ là đi Trường Sa là để động viên các cán bộ chiến sĩ ngoài đảo xa, nhưng kỳ thực không phải vậy. Ban đầu bọn em đi thì bọn em cứ nghĩ là mình đi thăm để mình động viên các cán bộ chiến sĩ đang thay mặt tất cả những bà con người Việt xa xứ đang nắm chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thế nhưng mà đi đến nơi thì cái tinh thần lạc quan của chiến sĩ lại chính là cái nguồn động viên tiếp thêm vào cái niềm tin tuyệt đối của mình. Bọn em cảm thấy rất là vững tin và tự hào, hãnh diện về cái ý chí kiên cường và những cái tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ của tất cả các cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Khi nhắc đến tấm gương anh dũng của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa, người cựu binh Lã Đức Trung hiện đang sống tại Ba Lan đang nghẹn giọng, hướng mặt ra biển khơi để giấu những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào theo từng tiếng nước nghẹn. Cũng bao nhiêu người khác rồi, tôi cũng rất xúc động khi được nghe, tận mắt nhìn thấy, rồi thăm những nơi liệt sĩ rất gần, chỉ vài trăm mét liệt sĩ đã hy sinh, được biết các liệt sĩ đã hy sinh cái tuổi rất trẻ, thì tôi đã đến cái bia mà ghi tên những liệt sĩ đã hy sinh đấy cắm hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Tôi sống nước ngoài rất lâu năm, sống cuộc sống được yên bình vì thời gian nó trôi đi trong vì cuộc sống cơm áo gạo tiền nên khi ít nghĩ đến, nhưng mà khi về tận nơi đây tôi nhìn thấy thì tôi nghĩ rằng là mọi người chúng ta phải nhớ đến những người như thế, những người đã hy sinh vì chúng ta hôm nay để chúng ta có thể bước chân lên đây quần đảo, những mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Có những cảm xúc có lẽ khó có thể nào quên đối với bà con kiều bào ra thăm Trường Sa. Đó là giây phút thiêng liêng đứng chào cờ, hát quốc ca dưới cột mốc chủ quyền với bốn mặt là cờ Tổ quốc tại đảo Sơn Ca. Khi quốc thiểu vang lên, tất cả các đoàn đại biểu kiều bào trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, bàn tay phải đặt lên trái tim cùng hòa giọng hát vang. Lời thề danh dự của quân nhân trên đảo Sơn Ca dưới lá cờ Tổ quốc, nguyện hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, như càng khẳng định thêm ý chí kiên định và quyết tâm bám đảo, giữ vững chủ quyền lãnh hải Tổ quốc của các chiến sĩ đảo xa. Cũng tại đảo Sơn Ca này, bà Trương Kim Anh tâm sự thật với phóng viên chúng tôi rằng, trước khi đi thăm Trường Sa, bà chưa có nhiều thông tin về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thậm chí ở Mỹ, bà còn nghe thấy những thông tin trái chiều rằng mất đảo này nọ. Nhưng về đây, được đến tận nơi, thấy tận mắt, bà nhận ra rằng biển đảo Việt Nam vẫn đang được các chiến sĩ hải quân đêm ngày giữ vững. Suốt 10 ngày trên hải trình Trường Sa, bà con kiều bào đã dừng chân thăm các đảo như Đá Lớn, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Phan Vinh, Trường Sa Đông, Đá Tây, Đá Lát,
Trường Sa lớn và nhà giàn JK1. Những người con Việt xa xứ đã tận mắt chứng kiến khó khăn gian khổ, sự hy sinh lớn lao của bộ đội trên đảo. Hơn 600 triệu đồng tiền mặt và gần 1 tỷ đồng hiện vật. Tuy giá trị vật chất không phải là lớn, nhưng phần nào thể hiện được tình cảm mà bà con kiều bào muốn trao gửi cho các chiến sĩ nơi hải đảo xa. Suốt chuyến đi mỗi người một tâm tư, mỗi người một trăn trở, nhưng tự chung lại đều hướng đến một việc. Theo lời chị Nguyễn Thu Thảo, kiều bào ở Australia thì... Tới các anh chị em đều chia sẻ những suy nghĩ của mình là mình làm gì trước mắt, trung hạn, dài hạn để có thể thứ nhất là đưa những cái thông tin mà chúng ta đã biết được như thế này đến được nhiều người cùng biết hơn, để nhiều người cùng chia sẻ với nhau hơn. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, trung hạn và dài hạn là chính những kiều bào này sẽ có thể làm gì với những cộng đồng của mình ở 22 quốc gia và lãnh thổ đó để đóng góp được nhiều hơn nữa cho quê hương. Từ khi đặt chân lên đảo nổi và đảo chìm ở Trường Sa, những giây phút gặp gỡ ngắn ngủi với các cán bộ chiến sĩ hải quân, ông Đỗ Thuyên, kiều bào ở Cộng hòa Séc nhận ra rằng, đến đây ông thấy yêu hơn bao giờ hết từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà cha ông đã gây dựng nên. Ông có tâm nguyện. Từ nay, những phần đời còn lại, tôi nguyện đem những tâm trí của mình lan tỏa ra khắp nơi để cho bà con, để cho những người ở đất liền, để cho những người chưa được cơ hội đặt chân đến những địa đầu của Tổ quốc thấu hiểu được sự gian khổ, sự mất mát, sự hy sinh vì biển đảo, vì chủ quyền của Tổ quốc. Chiếc tàu KN490 rời cầu cảng Trường Sa. Những dòng lệ tuôn rơi, những cánh tay vẫy mãi. Trong phút luyến lưu ấy, một số bà con kiều bào bắt tay lên miệng làm loa rồi hô to: Trường Sa không xa. Lẫn trong tiếng gió, tiếng sóng là lời đáp lại của các chiến sĩ trẻ, những người con của biển. Quyết chiến, quyết thắng. Những đôi mắt thắp lửa sáng ngời, những cánh tay chắc nịch như cây phong ba của chiến sĩ Trường Sa vẫy chào người đi, giúp bà con kiều bào thêm vững niềm tin về nghị lực của những người lính hải quân nơi tuyến đầu Tổ quốc hôm nay. Để rồi tự hứa với lòng mình, cùng cộng đồng người Việt ở nước sở tại, chung tay, góp sức vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa. Chi chào.